Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Chào mừng các anh quay lại cái kênh YouTube của Ambe Bật Lửa Đẹp. Hôm nay thì em làm một clip giới thiệu đến các anh một bộ set sản phẩm quà tặng dành cho xì gà, một bộ đến từ hãng Coiba. Bộ sản phẩm hộp hai lớp rất là sang trọng, rất là thích hợp các anh làm quà tặng, quà biếu sếp, bạn bè, đối tác, đồng nghiệp, hoặc là mua về sử dụng cũng rất là tốt luôn, bởi vì là sản phẩm rất là chất lượng. Mẫu này có mã hàng là T15, các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là T15. Mã sản phẩm thì các em có để ở trên góc trái màn hình. Khi mà đặt hàng thì các anh vui lòng nhắc chuẩn mã giúp em để bên em giao hàng đến nơi đúng ý theo yêu cầu của các anh. Bộ sản phẩm thì cũng có rất là nhiều màu, chính vì vậy là các anh có thể xem màu sắc ở trên website giúp em, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên để được hỗ trợ trao đổi về màu sắc. Bộ sản phẩm gồm hai món, đó là một chiếc bật lửa khò và một chiếc cắt xì gà. Một cái gam màu đặc trưng, cái bộ sản phẩm ở trên tay em là cái gam màu đặc trưng của Coiba, màu vàng của Coiba rất là đặc trưng luôn. Ở đây là bộ sản phẩm vàng xám rất là đẹp, nhãn hiệu Coiba được khắc ở bên trong. Cái phần lưỡi cắt này được làm bằng inox, chính vì vậy nó tạo ra một cái lưỡi cắt rất là sắc bén, cắt cực ngọt một điếu xì gà, không làm vỡ điếu xì gà của anh, không làm hỏng cấu trúc xì gà, giúp các anh thưởng thức xì gà một cách tốt hơn, nhanh hơn và chất lượng hơn. Ở đây thì là một chiếc bật lửa khò kèm theo đấy là một chiếc đục xì gà. Chiếc đục này cũng được làm lưỡi inox, chính vì vậy là đục rất là nhanh luôn. Các anh yên tâm, hoàn toàn không phá vỡ cấu trúc xì gà của các anh đâu. Ở đây thì có một cái cổng bơm ga, cũng như là đồng thời là một cái điều chỉnh ga to nhỏ luôn. Hết ga thì các anh dùng bình ga mini dí vào thôi là ok rồi nhé. Anh nào chưa biết cách bơm ga thì các anh có thể xem clip hướng dẫn bơm ga dành cho bật lửa ở trên kênh YouTube Ambe Bật Lửa Đẹp giúp em. Ở đây là một chiếc bật lửa khò hai tia cực kỳ mạnh mẽ luôn. Các anh có thể quan sát lửa rất là mạnh, lửa khò rất là mạnh, và đây là lửa khò xanh nhé. Lửa khò xanh như thế này rất là an toàn cho điếu xì gà của các anh, không bị ám mùi ga vào xì gà, chính vì vậy là không ảnh hưởng đến hương vị của xì gà. Lửa khò xanh thì cũng không để lại muội hay là tàn gì, nên là rất yên tâm các anh nhé. Anh nào mà kết cái bộ sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này, Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể đặt mua luôn ở trên website. Để tiết kiệm thời gian thì các anh có thể gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.